Tango lớp 4 bài 2. 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 chậm chậm nhanh chậm nhanh chậm 1 2 3 4 5 6 7 8 chậm nhanh chậm 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 nhanh chậm. Rồi bài 2. Tư thế là đứng về. Chậm nhanh chậm bước lên. Chậm nhanh chậm nhanh chậm chân phải lùi trái lên. Nhanh chậm tiến lên chân trái. 1 2 lùi 3 4 5 6 7 và 8 chậm năm qua nhanh chậm mở lại chậm lên chậm nhanh chậm hết. 1 2 3 4 1 1 2 xoay trái 3 4 1 đuôi trái chậm chậm nhanh điểm chân nhanh chậm đuôi phải 1 2 3 4 5 6 7 và 8 chậm nhanh chậm nhanh chậm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.